Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. WHO đánh giá cao năng lực Việt Nam, việc xử trí các vấn đề y tế công cộng khẩn cấp trong đại dịch COVID-19. Không để người lao động hoang mang trước dịch bệnh. Cao Bằng đảm bảo các điều kiện cho người dân trong khu cách ly. Người chăn nuôi huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Tạm giữ 700 mét khối than không rõ nguồn gốc tại Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2020, trong đó nêu rõ Chính phủ thống nhất quan điểm chỉ đạo điều hành là vừa thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa tiếp tục kiên định thực hiện mục tiêu kinh tế vĩ mô, nỗ lực phấn đấu cao nhất để đạt được mục tiêu tăng trưởng và các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra. Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương thể hiện quyết tâm chính trị, khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2020 với tinh thần chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo, nhạy bén hơn, có đối sách phù hợp, kịp thời để phòng chống dịch bệnh và giảm thiểu, bù đắp được những thiệt hại do dịch bệnh gây ra trên các lĩnh vực. Chính phủ giao Bộ Y tế là đầu mối đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chú trọng thông tin, truyền thông, khuyến cáo cách phòng chống dịch bệnh nhằm nâng cao hiểu biết, ổn định tâm lý của người dân, xây dựng, cập nhật các phương án để chủ động ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký ngành về việc chấn chỉnh công tác quản lý người bệnh nghi ngờ và người nhiễm COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh. Theo đó, các cơ sở khám chữa bệnh rà soát công tác tiếp nhận, phân loại người bệnh theo 3 nhóm là bệnh nghi ngờ, bệnh có thể, bệnh xác định, thu dung cách ly và quản lý chăm sóc, điều trị tại các cơ sở y tế được phân công theo đúng quy định, nghiêm túc quản lý tất cả các người bệnh thuộc cả 3 nhóm trường hợp bệnh và kết hợp với chính quyền địa phương và cơ quan công an trên địa bàn để quản lý chặt chẽ người bệnh. Theo thông tin mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về dịch COVID-19, những gì chúng ta đã biết từ trước đến nay, WHO đánh giá cao năng lực Việt Nam trong việc xử trí các vấn đề y tế công cộng khẩn cấp. Năng lực của Việt Nam trong việc xử trí các vấn đề y tế công cộng khẩn cấp, kể cả các đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi, đã tăng lên đáng kể. Kết quả này có được sau nhiều năm đầu tư tăng cường năng lực cốt lõi, bao gồm giám sát và đánh giá nguy cơ, năng lực phòng thí nghiệm, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý lâm sàng, truyền thông nguy cơ. WHO khuyến cáo Việt Nam cần tiếp tục cảnh giác và sẵn sàng kiểm soát dịch bệnh bởi dự kiến sẽ có thêm các trường hợp nhiễm virus corona chủng mới trong những ngày tới. Sau khi khoanh vùng và kiểm soát người ra vào xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Y tế đã thành lập nhanh tổ công tác tại đây để hướng dẫn cùng tham gia phát hiện và cách ly những người nghi nhiễm. Ngoài phương châm 4 tại chỗ, các chuyên gia còn nhấn mạnh cần phải vận động để người dân hiểu và làm theo. Đo nhiệt độ những người ra vào xã Sơn Lôi, khử khuẩn toàn bộ xe ra vào tại đây. Ngoài các chốt đặt tại các điểm ra vào, tổ công tác bao gồm các chuyên gia của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Cục Y tế Dự phòng, Cục Môi trường đã chia thành các nhóm dự phòng, môi trường, điều trị hướng dẫn, cầm tay chỉ việc cho toàn bộ lực lượng chức năng tại huyện Bình Xuyên. Riêng tại xã Sơn Lôi, danh sách từng hộ gia đình đã được lập. Các cán bộ được cử ngày 2 lần đến từng hộ gia đình, theo dõi các dấu hiệu ốm, sốt, ho, gai người. Theo thống kê, hiện có 102 người cách ly tập trung tại trường quân sự của tỉnh Vĩnh Phúc, cách ly tại hộ gia đình 131 người, cách ly tại phòng khám đa khoa Quang Hà 37 người. Tại đây luôn có 2 xe cấp cứu trực vận chuyển những trường hợp cần thiết khi cần chuyển viện, 1 xe chuyên vận chuyển các ca nghi ngờ. Chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn tập huấn, kiểm tra giám sát cái công tác cách ly ở tại bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, là cái nơi mà sẽ điều trị bệnh nhân nghi nhiễm. Trong trường hợp bệnh phòng khám đa khoa Quang Hà không còn chỗ thì sẽ bố trí tiếp ở Phú Yên. Thứ hai là những trường hợp mà có nguy cơ cao, tức là tiếp xúc gần mà trong gia đình với những người đã dương tính với bệnh nhân thì cũng sẽ được cách ly tại đây. Hiện tại đã có 315 người đã ra khỏi xã. Các lực lượng chức năng sẽ thống kê cụ thể họ đi đâu, làm gì để thông báo tại địa phương.
Hiện các chốt tại đây chỉ kiểm soát chặt chẽ người ra vào xã, khuyến cáo người dân nếu không có việc gì đặc biệt thì không nên ra khỏi địa phương. Riêng nhu yếu phẩm thì sau khi có chủ trương của huyện thì xã đã tiến hành rà soát các đại lý, các hàng thiết yếu trong xã. Hiện nay chúng tôi có 5 cái cửa hàng cung cấp và các cái chủ cũng rất mổ trực tiếp là thịt lợn, rau của Sơn Lôi thì tương đối cung cấp đầy đủ. Ngoài Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên còn 3 xã Quất Lưu, Gia Khánh, Thiện Kế cũng có ca dương tính. Những xã này cũng đã rà soát và cách ly các trường hợp tiếp xúc gần. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh việc tuyên truyền để người dân không có hoang mang nhưng cũng không chủ quan, yên tâm là điều rất quan trọng. Cảng Cẩm Phả là một trong những khu vực thường xuyên đón những chuyến tàu hàng quốc tế. Các lực lượng chức năng và đơn vị sản xuất tại khu vực cảng đã và đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tất cả các tàu hàng quốc tế cập cảng Cẩm Phả đều phải thực hiện các bước kiểm dịch y tế bắt buộc. Nếu không có trường hợp thủy thủ đoàn nghi nhiễm bệnh, các cán bộ nhân viên của cảng mới thực hiện bốc rót hàng. Đến thời điểm này, tại khu vực cảng Cẩm Phả chưa có trường hợp nào nghi nhiễm virus corona. Toàn bộ cán bộ nhân viên tại khu vực cảng Cẩm Phả cũng nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong quá trình tiếp nhận hàng từ các tàu quốc tế. Riêng khu vực vận chuyển tải này, chúng tôi là phổ biến đến từng người. Trước khi đi làm đều phải đeo khẩu trang và chuẩn bị gọi là găng tay. Đấy, sau khi làm xong là phải về rửa cồn khô sạch sẽ và vệ sinh nơi cái nhà ở, tàu ở để anh em vệ sinh sạch sẽ để đảm bảo cho chính bản thân và môi trường xung quanh của tất cả các đơn vị làm cùng. Cùng với các cán bộ nhân viên trực tiếp làm việc tại cảng bến, toàn bộ nhân viên làm việc tại trụ sở văn phòng cũng được quán triệt và nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch. Chúng tôi khuyến cáo đối với lại cán bộ nhân viên cố gắng là bảo vệ là tối đa cái sức khỏe của bản thân, sử dụng các cái trang thiết bị y tế, cũng tuyên truyền trong cán bộ công nhân viên ấy chủ động thông tin và tốt nhất đến cơ quan và đối với tình hình sức khỏe của họ, đối với tình hình sức khỏe của những người thân trong gia đình họ, để chúng ta có một cái nắm bắt được và rõ nhất để chủ động trong cái việc phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại cảng Cẩm Phả không chỉ hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh mà còn góp phần đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có xuất nhập khẩu than luôn được duy trì ổn định. Theo số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đến nay có 322 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, hơn 8.700 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó ngành nông lâm thủy sản chiếm hơn 30%. Theo đại diện của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, một trong những giải pháp thời gian tới đó là cần được nâng cao tuyên truyền nhằm giúp ổn định tâm lý người lao động, xây dựng lại các kịch bản để tái khởi động lại thị trường cung cầu lao động. Doanh nghiệp này có hơn 1.600 lao động, trong đó có 27 lao động Hàn Quốc. Sau Tết Canh Tí, 100% người lao động đã quay trở lại công ty làm việc. Để tránh tâm lý hoang mang trước dịch COVID-19, tất cả các cán bộ công nhân lẫn khách ra vào tại doanh nghiệp này đều được yêu cầu kiểm tra thân nhiệt. Đặc biệt, tại các doanh nghiệp sử dụng số lượng lớn lao động thì đã thực hiện nghiêm các biện pháp như dừng các hoạt động tụ tập đông người, cập nhật theo dõi sát tình hình dịch bệnh, tổ chức tuyên truyền, cấp phát tờ rơi, treo pano áp phích về các biện pháp phòng chống dịch tại các vị trí làm việc. Công ty tôi cũng đã tiến hành áp dụng các biện pháp như là tuyên truyền, dán pano áp phích, hướng dẫn cho người lao động các cái cách rửa tay này, các biện pháp mà tự phòng chống virus. Và tại cái cổng vào thì chúng tôi đã áp dụng cái biện pháp là phát khẩu trang cho người lao động. Theo báo cáo của 22 trên 63 tỉnh, thành phố, số lao động bị mất việc do ảnh hưởng của COVID-19 là trên 1.000 người, chủ yếu thuộc ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống và ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Số mất việc làm còn lại ở một số ngành khác. Người đứng đầu ngành lao động cho biết cần nâng cao công tác ý thức phòng chống dịch bệnh trong doanh nghiệp, sao không để người lao động rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng quá mức. Chúng ta cũng phải lường hết các cái tình huống đặt ra. Đối với những doanh nghiệp mà chủ động được nguyên liệu, vật liệu rồi các cái thiết bị để phục vụ cho hoạt động thì có thể sẽ đảm bảo ổn định và phát triển. Nhưng mà nếu như tình hình dịch có thể còn kéo dài với cái nguồn nguyên liệu mà vì thủ thuộc thì sẽ chắc chắn là nhiều doanh nghiệp của chúng ta sẽ gặp khó khăn. Đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khi mà khó khăn về nguyên liệu thì nó sẽ dẫn đến có thể tình trạng là một bộ phận công nhân phải nghỉ việc tạm thời
hoặc là dịch chuyển sang những công việc khác. Đồng thời, công đoàn cơ sở, doanh nghiệp cần chủ động đưa ra các giải pháp nhằm động viên công nhân lao động hăng say, nâng cao năng suất, tái khởi động lại thị trường lao động những tháng đầu năm. Tỉnh Cao Bằng đã thiết lập và đưa các khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 vào hoạt động. Các đơn vị và lực lượng chức năng đã phối hợp đảm bảo tốt nhất các điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho những người phải cách ly. Toàn bộ cơ sở vật chất và hậu cần của đơn vị được trưng dụng cho hoạt động cách ly. Các suất ăn được đưa đến tận phòng cho mỗi người. Công tác rà soát, kiểm tra sức khỏe được thực hiện đều đặn 2 lần một ngày. Toàn bộ khuôn viên cách ly cũng được thường xuyên khử trùng, tiêu độc. Rất là biết ơn mà không biết ngày về đến có gì để cảm ơn với chú bộ đội thật sự luôn. Rất là tốt luôn. Thì về đến đây rồi thì cũng rất muốn về nhà ấy, nhưng mà vì cái bệnh dịch này ấy, nên là phải ở lại đây để các bác sĩ theo dõi 14 ngày. Sau 14 ngày mà nếu cảm thấy mà không có hiện tượng gì đó thì là được về nhà thì yên tâm hơn. Tại đây, mỗi ngày tiếp nhận trung bình 100 người trở về từ Trung Quốc. Dự báo những ngày tới sẽ có trên 1.000 người Việt Nam trở về nước và thực hiện cách ly. Ban chỉ đạo phòng chống dịch cũng đã có phương án dự phòng. Theo thông báo của trên, thì có khả năng dự kiến sẽ lên đến 1.000 hoặc trên 1.000. Trường hợp nếu quá tải ở khu vực tại đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, thì chúng tôi sẽ báo cáo với lại ban chỉ đạo của quân khu là đưa thẳng về cái tuyến thứ hai ở các cái tỉnh nội địa như Bắc Cạn, Thái Nguyên. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe bà con ở khu cách ly đều ổn định, không có dấu hiệu hoặc triệu chứng của dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Hà Giang có 277 km đường biên giới với Trung Quốc. Trên dọc tuyến biên giới, ngoài các cọc cửa khẩu, còn có nhiều đường mòn lối mở. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã tăng cường lực lượng, dựng lều bạt, thành lập các điểm chốt, ứng trực 24/24 giờ để chốt chặn kiểm soát cư dân qua lại biên giới. Điểm chốt chặn lối lên đường mòn gần mốc 149 trên địa bàn xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn. Một chiếc lều bạt dã chiến được dựng ven đường. 6 chiến sĩ, gồm 3 chiến sĩ biên phòng cùng với 2 chiến sĩ công an và dân quân đã phải ăn ngủ tại chỗ, túc trực 24/24 giờ dưới tiết trời mưa rét thấu xương. Vài ngày, các anh mới lại thay phiên nhau về đồn, cách đó gần chục km để tắm giặt và nhận thêm lương thực. Cái khó khăn nhất ở trong này, khu vực này, thứ nhất ở đây không có điện, thứ hai là nước không có, thứ ba nữa là nhất là chúng tôi là ở đây là nấu ăn tại chỗ, tại vì cái khoảng cách là từ đây về cho đơn vị là xa. Những ngày qua, các chiến sĩ tại đây đã ngăn chặn hàng chục lượt người dân qua lại biên giới trái phép, giải thích và tuyên truyền cho người dân hiểu về tình hình dịch bệnh, đồng thời cũng đã đưa 8 lao động từ Trung Quốc trở về và một người đi đón người nhà về khu vực cách ly để được theo dõi và chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi phối kết hợp với quân y của đồn biên phòng Lũng Cú, hàng ngày thường xuyên chăm sóc và tạo điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị để cho 8 công dân yên tâm trong thời gian cách ly. Tại điểm chốt chặn đường mòn lối lên cột mốc 409 thuộc xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, các lực lượng biên phòng, công an, dân quân và y tế cũng túc trực 24/24 giờ. Cán bộ biên phòng cũng thường xuyên xuống bản, đến từng nhà, hướng dẫn bà con cách phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe, bản thân và cộng đồng. Hiện tại thì trên địa bàn xã Lũng Táo đã 167 công dân đi Trung Quốc thì đã về nước là 165, còn hiện tại là 7 công dân đang ở bên Trung Quốc. Thì khi mà các công dân ở đi làm lao động bên Trung Quốc về thì anh em sẽ tiến hành kiểm tra và phối hợp y tế phải tiến hành cách ly. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, lực lượng biên phòng tỉnh Hà Giang đã tích cực tuần tra kiểm soát, hướng dẫn bà con vùng biên phòng chống dịch COVID-19. Trên khắp nẻo biên cương, hình ảnh người chiến sĩ biên phòng luôn mang đến cho người dân sự yên bình, vững tâm trong cuộc sống. Gần 30.000 khẩu trang, hàng trăm chai nước rửa tay khô và tờ rơi tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch đã được các đoàn viên thanh niên phát cho người dân tại các điểm công cộng, khu chung cư tập trung đông người. Phát huy vai trò trách nhiệm, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, hơn một tuần qua, các cấp bộ đoàn đã tập trung tuyên truyền vận động đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân về diễn biến của dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng. Theo đó, đồng loạt 10 huyện thành thị đoàn, các chi đoàn sở ban ngành đều đồng loạt ra quân, phát khẩu trang và nước rửa tay miễn phí cho người dân tại các khu dân cư và các địa điểm công cộng như quảng trường Nguyễn Văn Linh,
trên các tuyến đường chính của huyện thành thị tại cổng các doanh nghiệp. Chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng các biện pháp về phòng tránh cũng như là các cái biện pháp để mà vệ sinh đối với đoàn viên thanh niên trong sở. Chúng tôi cũng cố gắng huy động làm sao để anh em đoàn viên thanh niên ra để làm những công việc về cộng đồng như này để các đoàn viên nhận thức sâu rộng hơn về các cái công tác cộng đồng xã hội. Bên cạnh nguồn khẩu trang, dung dịch rửa tay khô được cấp từ các huyện thành thị, một số đơn vị đã có cách làm linh hoạt khi huy động nguồn xã hội hóa từ các đơn vị doanh nghiệp. Trong lúc số lượng khẩu trang khan hiếm và rất khó mua, đoàn thanh niên các đơn vị như chi đoàn Sở Nông nghiệp, chi đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, chi đoàn Công an thành phố đã huy động được nguồn khẩu trang lớn là 20.000 khẩu trang và gần 200 chai dung dịch rửa tay khô. Đặc biệt, đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã kết hợp cùng khoa Công nghệ Hóa học và Môi trường điều chế 1.500 chai dung dịch rửa tay khô sát khuẩn để phát miễn phí cho người dân, trường học và một số đơn vị quân đội. Có ban lãnh đạo khoa có bàn bạc với nhau và sau đó thì thống nhất ý kiến thì xin ý kiến nhà trường và cũng được cả cái sự ủng hộ rất tích cực của đoàn thanh niên ở nhà trường. Thì khoa đã tiến hành sản xuất thử nghiệm cái dung dịch rửa tay khô sát khuẩn. Mục đích chính của cái sản phẩm này là chung tay với cộng đồng và bảo vệ sinh viên, cán bộ, giảng viên trong khoa. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ tỉnh đoàn, các huyện thành thị đoàn sẽ tiếp tục kêu gọi tài trợ cũng như nguồn xã hội hóa về nguyên liệu, vật tư y tế để chung tay vì cộng đồng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nồm ẩm là điều kiện thuận lợi để các vi khuẩn có hại, dịch bệnh phát triển và lây lan nhanh. Trước tình hình thời tiết như hiện nay, người chăn nuôi trên địa bàn huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Xã Quang Hưng là địa phương đầu tiên ở huyện Phù Cừ để xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại không nhỏ cho người chăn nuôi. Hiện nay, hầu hết các hộ chăn nuôi lợn đã chuyển sang nuôi ngan, vịt và chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia cầm. Rút kinh nghiệm của cái năm 2019, ban thú y của xã thường xuyên lên loa phát thanh để tuyên truyền cho bà con chăn nuôi nắm được các cái biện pháp phòng cho đàn chăn nuôi. Ngoài tuyên truyền ra, chúng tôi thường xuyên phải phun sát khuẩn bằng cái loại hanoxidin và vôi bột. Và đặt vấn đề những gia đình chăn nuôi lớn sau khi đã giữ được đến năm 2020 là phải làm các cái hố sát khuẩn. Toàn huyện Phù Cừ hiện có trên 3.200 hộ chăn nuôi lợn, gà và ngan, vịt, trong đó có gần 200 hộ chăn nuôi với quy mô từ 500 đến 1.000 con trở lên. Từ đầu tháng 2 đến nay, trạm thú y huyện Phù Cừ đã cấp phát gần 1.000 lít thuốc khử trùng Vi-iodin 10% và hỗ trợ tiền công phun khử trùng cho các địa phương. Đồng thời tuyên truyền các hộ chủ động phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm bằng các biện pháp hữu hiệu và đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Chúng tôi đưa công tác phòng dịch vôi và phóc môn hay những tất cả các loại sát khuẩn khác như biocide, bencoxid hoặc edercon để đưa ra công tác phòng dịch phun từ hệ thống trong trại và ngày sát khuẩn trong trại 2 lần khi cao điểm. 11 năm nay không nói gì đến dịch tả châu Phi và tai xanh hay dịch tả cổ điển. Tất cả các loại bệnh thông thường thì chúng tôi luôn đề cao phòng dịch bằng công thức sinh học an toàn và áp dụng vaccine phòng chống dịch theo sơ đồ pháp đồ của trại nên chưa bao giờ bị nổ dịch. Sự chủ động của các cấp ngành và người chăn nuôi trên địa bàn huyện Phù Cừ đã và đang giúp phòng tránh các dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững. Mới đây tại khu vực biển giáp danh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, phát hiện tàu hàng mang số hiệu TB1329 có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác Bộ Tư lệnh cùng Cảnh sát Biển 1 yêu cầu dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra. Tàu gồm 4 thuyền viên do ông Đào Mạnh Hưng, 43 tuổi, trú tại Thái Bình làm thuyền trưởng, đang chở khoảng 700 mét khối than nhiệt thấp. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số khoáng sản chở trên tàu. 3 thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ. Theo khai báo, số than nhiệt thấp trên được tàu TB1329 vận chuyển từ Quảng Ninh về Hải Dương thì bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra. Hiện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đã dẫn giải tàu về khu vực neo đậu an toàn, tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.